Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết thời gian qua trên mạng xuất hiện một số website giới thiệu và chào bán vé tàu của ngành đường sắt gây nhầm lẫn cho hành khách đi tàu. Theo đó thì nhiều trường hợp mua vé qua những website này phải trả tiền cao hơn giá vé mà ngành đường sắt mở bán. Thậm chí là một số khách hàng đã mua phải vé nhận được thẻ lên tàu bị cạo sửa, thông tin như giá vé, ngày đi tàu, ga đi ga đến nên không có giá trị đi tàu. Công ty trên khuyến cáo hành khách chỉ đặt chỗ, mua vé qua website chính thức đườngsatvietnam.vn và vétàu.com.vn hoặc tại các ga, các cửa vé đại lý chính thức của ngành đường sắt được công bố trên website saigonrailworld.com.vn và vận tải đường sắt.hanoi.vn.